bỏ vô nghe em nha. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả chung cuộc của tối hôm nay, đêm bán kết 2. Ai sẽ là người đồng hành tiếp tục cùng cuộc thi? Ai sẽ là người chia tay? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ và xin mời ba vị giám khảo đăng ký của chúng ta sẽ bước ra sân khấu và chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho những thí sinh mà quý vị cảm thấy xứng đáng nhất để đi cùng với chúng tôi trong chặng đường sắp tới. Ngay bây giờ, Cụi ơi, em bưng nguyên cái này luôn nè Cụi. Em bưng nguyên cái thùng luôn Cụi ơi, đi một vòng cho bà con mình luôn. Xin mời thí sinh đầu tiên từ đội chị La Kim Quyền. Lên hết luôn đi. Lên hết luôn hả? Rồi xin mời tất cả các thí sinh sẽ bước lên sân khấu á. Kính thưa quý vị, giống như lộ hồi nãy có thông báo đó là đêm thi này dù cho thắng hay thua, hay có đi tiếp hay ở lại hay là chia tay, thì quý vị thân mến là bảy bạn này cũng sẽ được có một sự gợi ý. Nếu các bạn đồng ý bước vào đoàn thì lộ sẽ cho các bạn một cơ hội để chúng ta sẽ hợp tác với đoàn. Bởi vì kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết là trong thời gian vừa rồi chúng tôi có sự cố về nhân sự rất là nhiều, song song đó thì cũng sự hao hụt nhân sự, đã tìm nhân sự mới chưa có đủ nữa thì nhân sự cũ đã đội nón ra đi. Cho nên là lần này lộ quyết định giữ top 7 luôn, chứ không có giống như top 5 năm ngoái nữa. Cho nên là ngay bây giờ không có quan trọng là ai sẽ đi tiếp, ai sẽ ra về, nhưng mà chúng ta đều được vào được cái gọi là đại gia đình chung của đoàn rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chị Dạ Thảo, sẽ bắt đầu loại hay là chọn thí sinh của đội chị nào ạ? Chị Diệp Thanh Thanh đúng không? Rồi xin mời chị Thảo. Xin mời hai thí sinh, ba thí sinh của đội Diệp Thanh Thanh sẽ bước lên ạ. Ông lên hết luôn đi. Xin kính chào tất cả quý vị. Thì nãy giờ ba bà già ngồi dưới bàn tán rồi. Bữa nay lên hết luôn đi. Thế là hả? Dạ Thảo sẽ đại diện nói. Tức là rất là khó chọn và khó loại. Cho nên ba rất bà khó luôn đúng không? Vậy tại vì mỗi người một vẻ một sắc. Nếu mà chọn cho người này rớt cho người kia đậu thì nó hơi khó khăn. Cho nên ba chị em quyết định là chọn luôn 7 top 7 này. Ok, phan. Tuần sau những bài hát của các bạn không thể tự các bạn chọn. Dạ Thảo, chị Kim Quyền với lại chị Thanh với lại Lộ sẽ viết từng bài hát ra 7 bài hát cho 7 bạn bốc thăm. Cái đó là thử tài. Và tuần sau sẽ chấm điểm sắc nét từng kêu lô tô hát kéo toan duyên dáng nữa. Đúng vậy, chính sẽ chấm điểm và trừ giờ trang phục, coi đẹp hay không đẹp, sáng hay không sáng. Tức là tuần sau sẽ rất là căng để cho quý vị, cho các bạn sẽ cố gắng. Theo em á thì em rất là cảm ơn chị, bởi vì em nói thật với tất cả quý vị, hồi nãy có bàn là cũng có lộ nữa chứ không phải là không. Nếu mà loại là không biết loại làm sao luôn á. Bây giờ 7 bạn đều rất là xuất sắc, nhỉnh hơn chút xíu thôi hoặc là thua chút xíu thôi mà để cho các bạn mất cơ hội thì rất là tiếc. Cho nên là song song với việc ký thì lộn đó, thôi bây giờ cho thêm một cái cơ hội nữa là tuần sau. Nhưng mà em xin là tên vô cái luật chơi của chị Thảo cho tuần tiếp theo là chúng ta sẽ có 7 bài hát, nhưng mà chúng ta sẽ chọn 7 bài hát đó trên tiêu chí là hỗ trợ lẫn nhau, chứ không có bốc thăm. Bởi vì đôi khi sở trường mà bài đó mang tính chất hậu quả chút xíu mà quăng cho bạn nhạc trẻ thì cũng tội nghiệp bạn, hay quăng cho hai con nhỏ kia là rồi ăn cho hết đó. Cho nên là hai bạn đó là duyên dáng quý vị, và giống như con Khải nó sinh ra để là nó bươi mối gia đình em vậy đó quý vị đó. Cho nên là đáng lý bữa nay là lội nó rồi đó. Do chị á Khải, do tụi chị cứu em lại đó. Nhưng mà các em nên nhớ nha, tuần sau là mình thi thật khó sự là thi hơn. Tài năng khó khăn nhất, ai làm tốt nhất trong đêm đó chúng ta được đi sâu vào vòng trong. Và bởi ai vì làm không tốt thì chúng ta sẽ bị lội ngay trong đêm đó luôn. Kính thưa quý vị, bởi vì hôm nay không lội thì đêm sau lội tới mấy bạn ta? 4 bạn quý vị, lội tới 4 bạn lận để chọn 4 bạn vào chung kết. Và đêm sau nữa là chung kết rồi để trao giải rồi. 4 còn 3 em ơi. Dạ 4 còn 3 hả? Lội 3 còn 4 quý vị. Lội 3 còn 4. Cho nên là rất mong là các bạn phải thực sự cố gắng nếu mà yêu thích công việc này. Tại sao mà đoàn tổ chức mà nó nhiều vòng như vậy? Nhiều người nói thi tuyển vô thì thôi, ưng đứa nào chọn đại đi thi, chứ nhiều vòng quý vị cũng có thể thấy đó. Nhờ nhiều vòng mới loại ra những người mà gọi là đạo đức nghề nghiệp hơi bị mỏng. Cho nên là cái đó là tiêu chí của lộ, tổ chức thiệt nhiều để các bạn có cái sự teamwork. Và các bạn trải nghiệm, quý vị cũng có thể thấy một người nghệ sĩ đứng sân khấu như lộ hay tất cả các chị em đây 4 tiếng đồng hồ phục vụ, chạy bán vé lên hát kéo toan sổ số rất là cực. Cho nên có thể đây là cái thử thách cho các bạn, chứ không phải ca sĩ lên hát giống như đi lộ hát show ở ngoài, ca sĩ hát đúng hai bài đi về lãnh tiền đi về, đơn giản lắm. Còn lô tô cực hơn nhiều.
Cho nên các bạn phải thực sự yêu nghề thì mới gắn bó được. Lô Tô nó cực lắm quý vị. Làm ở sân khấu này là sướng nhất. Sướng nhất luôn từ trước tới giờ. Sướng lắm. Ê bà nói vậy là sao bà? Thì chị nói sướng lắm. Sướng thiệt. Và cái đó là sướng thiệt. Từ phục trang, có thể là có người ủi cho quý vị luôn nữa, cho tới là cái việc mà đi xô vậy, có xe đưa rước đàng hoàng. Thế đó dụ, là nó thiệt. Thí dụ như là Luna sẽ là người phụ phục trang cho quý vị. Và đó, thí dụ nha, bác Sô Đớp cười lên cái người phụ phục trang mà không được vui, được vui nha. Thấy cái lỗ mũi không, thấy cái mặt kìa. Mớm cái gì? Chặt con nhỏ kia hả? Mày mớm lại nó không? Chuyển qua. Sao? Đớt hả? Cạnh tranh với Nguyễn Trung hả? Liếc dữ vậy? Lé bây giờ. Vé kìa má. Nói chơi vậy cho mày đi vô đó. Trời ơi. Quý vị thấy tuần rồi. Đó, quý vị có coi tuần rồi trên Người Bí Ẩn, quý vị Luna rất là duyên dáng quý vị. Chữ không chừa một ai hết. Đó, nhờ như vậy mà gây được sự chú ý rất là lớn từ chương trình Người Bí Ẩn. Kính thưa quý vị, và nhỏ cổ ngắn này làm như là tao không có, giống như là tao sinh ra là mít lòng gia đình nó liền vậy đó. Ê đừng đeo vàng nữa nha, ăn cướp nó ghét, nó giật không được, nó ghét. Lâu ơi, sẵn sinh nhật có tặng cho bạn hai cái nịch bụng. Ok, hợp lý. Rồi, chúc mừng. Ngày mai là sinh nhật gì đó thì chị sẽ gửi tặng cho em cái nịch bụng của chị. Rồi. Ok, dĩ nhiên rồi, tại giờ chị bỏ rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn thí sinh. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị, đã có vé vào lời cuối cùng. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Chúng ta cùng ăn mừng tối nay nha. Rồi, quý vị có vé hết chưa? Vé bên đây nè. Na ơi, na, anh đẹp trai này, na. Na, trai đẹp nè, chưa có vé kìa. Trời. Đâu có gì thấy nó kỳ lạ quá vậy. Rồi, trước khi đến với vòng loại cuối cùng, quý vị nào chưa bỏ vé ở mà không may mắn lên đây à, chạy lên đây giùm em. Dạ, chạy bỏ nè. Bây giờ sẽ mời một khán giả bất kỳ bước lên bốc thăm trúng thưởng giùm cho bổn đoàn. Xem ai là người vị khách may mắn nhất tới đêm nay nha. Lên đây luôn anh đang giơ tay áo đen đó. À, bỏ vé hả? Rồi, ok. Chưa gấp luôn hả? Rồi, kính thưa quý vị, và có ai xung phong lên đây bốc thăm giùm em ạ? Thôi, cho bên này đi cho gần ha. Rồi, anh lên đi anh. Đó, rồi anh lên, anh trộn lên, rồi anh bốc thăm nha. Gì bà nội hết hồn hoài bà nội. Đó, quậy đi anh, quậy lên. Nói cổ ngắn như đụng chạm không? Trời. Vô! Ai đây quý vị ơi? Phiếu hợp lệ là phải còn xuất hiện tại sân khấu quý vị nha. Và ghi rõ họ và tên. Rồi, bây giờ mở ra, trời ngung dữ vậy. Bên đây có họ và tên không? Loại nè, chỉ có số điện thoại, không có tên, loại luôn. Đó, một phiếu. Nhỏ này bữa sau tao phải bẻ răng nó nè. Rồi. Kính thưa quý vị, và chúng tôi có một cái lá thăm hợp lệ. Và xin mời anh sẽ đọc họ và tên ba số điện thoại cuối nha. Dạ là Trần Hoàng Phong 656. Anh Trần Hoàng Phong, số điện thoại cuối 656, xin mời bạn bước lên sân khấu giùm nha. Xin chúc mừng bạn. Rồi, kính thưa quý vị, và trời ơi, đi chậm nữa. Chạy lẹ lên em đi anh. Quá đẹp trai luôn. Đó. Rồi, bây giờ Phong sẽ đọc lại số điện thoại giùm chị nha. Cái gì vậy má? Chỗ té giải. 077-809-3656. 077-809-3656. Trần Hoàng Phong hợp lệ, xin chúc mừng em. Rồi lấy một cái con gấu giùm em. Lấy con gấu, đừng lấy con bóng nha. Hai con đó, nó con nào cũng khùng á. Rồi. Rồi, cảm ơn làm cầu, khiêng hai đứa khiêng vô giùm chị. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ vé vòng loại cuối cùng đâu đây ạ? Giơ lên giùm em ạ. Chào quý vị thân mến, hôm nay mình sẽ có bắt đầu dò số quý vị nha. Hey, mấy gì đa, hey, mấy gì đa số gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa số gì đây vô. Mấy gì đa có mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Mãi sao đâu dám mong chờ, ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bên bờ. Em ơi hãy quay về cho anh quên nỗi đau người đến sau. Anh biết làm sao đây, 37 đây, 37, 37 37, 37, 37, số gì đây, số gì đây. Tay em ghiếng mang lên tay em dính dài chàng. Nỗi to, nỗi nhỏ anh ơi xuống. Tụi mình đưa nhau về Long Xuyên 60 nguyên. Nguyên 60. Còn 60, còn 60, còn 60. Số gì đa, hai gì đa, còn hai gì đa.
hai gì đã còn hai gì đã còn hai gì đã một phần anh lắm trong tim em thoáng nghe câu máu lệ hận sâu dù biệt ly nhưng lòng còn thương anh về ấm tí em nơi mà dương trần ngày nào duyên ngưu chân dở dang ta không cho người xưa duyên thiên lý đôi nơi phân kỳ không mà cách xa 23 23 23 hai mươi ba hai mươi ba hai mươi ba con cờ gì ra cờ gì ra cờ gì ra con bốn gì ra bốn gì ra bốn gì ra bốn gì ra em theo chồng về nơi xứ xa nát đời qua giữa trời phong ba đi bên người mà chưa nói yêu gói ưu tư chịu nặng lòng đau bốn mười sao 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 mấy gì đây năm gì đây năm gì đây con năm gì ra cùng măng võng trên rừng trường sơn hai đứa ở hai đâu xa không đường ra chân mùa này đêm lắm trường sơn đông nhớ trường mà sơn tây có năm mươi bảy năm mươi bảy năm mươi bảy năm mươi bảy số gì ra mấy gì ra phần thiện nguyên kiếp đây xa tình cỡ nhiên chào lửa đôi hùng anh nào ngờ đâu trái ngang đời qua cùng tiếng ơi thiết cam phụ tình còn số chín 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 số gì ra hai gì đây hai gì đây hai gì đây mưa hắt hiu mưa buồn quả khô vắng trời mưa tuôn trao giá bút tâm hồn 24 24 24 24 24 24 mười gì ra mười gì ra mười gì ra hỡi anh nhớ anh em buồn lắm đêm khuya lặng lẽo chốn cô phòng nhớ anh xem tấm hình khi còn ở trường năm xưa áo tự sinh giờ ta nhóm thường xa con 13 con 13 con 13 là năm vé khờ hình. Vâng, kính thưa quý vị, vào lòng vòng loại cuối cùng có số may mắn 13 đoạt giải. Rồi xin mời quý khán giả may mắn bước lên sân khấu ạ. Rồi trời Phật ơi, bữa nay tôi thấy con như Quỳnh Lậu ngồi chứ. Hello. Rồi 13 giờ kêu qua. Dạ có 1 37 có 2 60 có 3 số 9 có 4 76 vòng loại cuối cùng hợp lệ. Xin chúc mừng em. Rồi xin mời em nhận thưởng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ ai có vé vòng loại đặc biệt hồi nãy đâu ạ? Giơ lên thì em có giơ. Ai đi một mình mà trên 5 vé đâu? Đi một mình mà trên 5 vé rồi, nhân viên sẽ chạy xuống hỗ trợ cho tất cả quý vị. Và trên sân khấu một lần nữa chúng ta sẽ được nghe lô tô từ những thí sinh của chúng ta. Xin mời các bạn sẽ kêu vòng loại khuyến mãi dành cho tất cả quý vị khán giả nha. Và ai có vé trên tay, hướng máy về sân khấu bắt đầu do số. Đây do số luôn quý vị ơi, dòng lời đặc biệt quý vị ơi. Số gì đây số gì đây à, số gì đây số gì đây. Số gì đây số gì đây à, quê mình giờ đây. Con sông xưa tuyền có suối ngược số 4 còn số từ còn số 4 còn số từ mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra còn mấy gì ra mấy gì ra pháo qua pháo xe qua xe chốt qua chốt duyên qua duyên dáng kỳ lộ như cây cột đi 41 41 41 41 mấy gì ra số gì ra bông thấy yêu đời quá yêu sao những tiếng cười bông thấy yêu thời gian qua lúc khi bên người yêu sao những tiếng cười thì không nghe gì luôn á 1 2 3 đổi bài thể dục thể thao sức khỏe dồi dào tháng năm mà luyện tập nhảy cầu nhảy thâm đa bóng rồi điện kinh rèn luyện thân mình dẻo dài gân cốt 31 31 31 31 số gì ra ba gì nữa
ba gì đây, ba gì ra, ba gì ra. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, cho ngoài miếng châu ngoài sống dài lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu. Đã mất từ đây 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, còn cờ gì ra, cờ gì ra, cờ gì ra, còn ba gì, ba gì ra. Mấy gì đây, mấy gì ra, số gì đây, con ba gì ra. Anh xã, chị lộ chị coi nó, em là cái nghề của em quen rồi. Em đang hát cái tự nhiên là, em quen rồi, em hả họng. Chị coi được không? Tiếp đi anh. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, còn ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra, ba gì nữa. Sương bên trời còn rơi ướt dai, lau băng son ướt đôi bờ mi. Rồi mai này tặng phải sắc hương, ai nhớ chăng tiếng ca ngày sau. 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, mấy gì đây, hai gì đây, hai gì ra. Cái nhà em dọc cái cột mà em siêu, rước thở thật nhiều về em múa cột. 21, 21, 21, 21 là tâm vé cờ hên. Vâng, và kính thưa quý vị, đừng dò bao vé sẽ ghé quỷ bỏ lá vé vị ơi, để tránh qua tình trạng nếu không hợp lệ vì mình dò số lại luôn quý vị. Rồi, và ký hiệu lá vé và đúng nhầm lời, và 21 vừa kia qua có 1, số 4 có 2.